Rồi, lên sóng một chiều mưa. Quá đã lên em ơi. Mẫu cô rong lai đã về. Cô rong lai nha anh em. Phiên bản màu trắng. Răng gỗ. Vẫn là những cái hoa văn như cẩn xà cừ như là phiên bản đời đầu. Nhưng mà nó đã thay đổi cái phíp của nó rồi. Chất liệu phíp và chất liệu gỗ. Thay vì trên phiên bản cây ammonia. Đây là cái ammonia nè. Trên phiên bản ammonia nó nền là gỗ gỗ nốt, tức là gỗ mung. Thì bây giờ là nó là gỗ maple. Đây anh em. Rồi, hoa văn cẩn này như nhau luôn, so sánh cho anh em coi luôn hai đời nè. Hai đời nè. Đó. Khác nhau ở cái rinh và chất liệu làm rinh. Chất liệu làm rinh và chất liệu gỗ nền. Còn các thông báo khác này về phần lỗi ở trong bất kỳ cái CPS nào khác thì mình chưa thấy nha, vẫn là bình thường. Đi với nó là hai ngọn S20 C71. Ngọn này là ngọn ngọn mới về nha anh em, ngọn rinh xịn. Một cán hai ngọn giá là 49 triệu. Giấy tờ đủ có tặng kèo của nó 20. Nếu mà anh em đổi qua ngọn này thì lấy hai ngọn kia đổi ngang một ngọn này nha. Rinh Masai. Có cái rinh lên thêm mà mắc gấp đôi. Rồi ammonia light. Rồi tiếp tục là siêu phẩm này. Longoni Istanbul. Một trong những cái mẫu cẩn qua lá cành hot nhất của Longoni mới về. Cẩn inlay chồng chéo tùm lum luôn. Này cũng không biết theo cái dạng gọi là cấu trúc gì, nhưng mà trời ơi quá trời luôn. Bông qua lá cành cẩn cực kỳ sắc nét. Istanbul nha anh em. Đây, 520g. Một cán hai ngọn. Giá là 40 triệu. Một cán hai ngọn, giá 40 triệu. Đây, giấy tờ mới, đét thất thì mới về. Cây này sản xuất tháng 4 năm 2021. Cái rinh này anh em gắn cái ngọn mà có rinh Nivara, giá là 10 khoảng 15 16 triệu vô là cái cây này là cực kỳ đẹp. Rinh Nivara. Còn đây là hai ngọn theo cơ của nó. Giá 40 triệu nha anh em. Còn mẫu này thì khỏi giới thiệu rồi, 55 triệu hai ngọn. S20. Amalia mình cũng mới giờ về một cây mà hình như khách dặn rồi. Chắc đưa 399 số đẹp luôn. 399 Amalia. Một cái hai ngọn. Răng sắt nha anh em. Có một cây ammonia răng gỗ. Một cái hai ngọn 33 triệu. Anh em cần alo mình luôn nha. Rồi, bao lâu về mọi thứ để review cho anh em xem. Ok. Ngọn răng rinh Masai, răng gỗ, zin mới về. Đây, Phan Nhật Bia Shop 0979 997 668. Xem chi tiết trên Zalo cùng số điện thoại luôn nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi.